Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức trao hỗ trợ cá giống cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020 tại các địa phương trên địa bàn huyện. Theo đó, có 112 hộ dân nuôi cá lồng bè tại 10 xã của huyện Tuyên Hóa, gồm Thanh Thạch, Thuận Hóa, Đồng Hóa, Đức Hóa, Phong Hóa, Thạch Hóa, Mai Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa, được nhận hỗ trợ 39.200 con cá trắm cỏ có kích thước từ 18 đến 20 cm. Trung bình mỗi hộ 350 con, giá trị 4,2 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ 470 triệu đồng được trích từ quỹ cứu trợ của tỉnh. Trong các đợt thiên tai bão lũ năm 2020, người dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa nói chung, các hộ nuôi cá lồng bè, ao hồ nói riêng chịu ảnh hưởng khá nặng nề, nhiều hộ dân gặp nhiều khó khăn trong việc tái tạo lại đàn. Việc hỗ trợ cá giống có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp cho người nông dân có điều kiện để khôi phục môi trường nuôi trồng thủy sản, từng bước tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.